Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh LVT Fico. Ngày hôm nay là ngày mùng 10 Tết, ngày vía thần tài. Mình xin chúc toàn thể anh em một năm Tân Sửu 2021 thắng lợi, làm ăn tiến tới nha anh em. Ngày hôm nay ngày mùng 10 thì ngày mình đi mua vàng. Mình mua vàng không được vì đông người có mua quá anh em ạ, với lại không có tiền nữa. Thì hôm nay mình sẽ review một acc của một người Anh ở Bình Phước. Rất là chịu chơi anh em ạ. Mình cũng là người Bình Phước mà mình chưa gặp được anh ấy. Do dịch Covid thì mình chưa thể hẹn gặp anh ấy uống cà phê đàm đạo được. Để chúng ta thấy, mặc dù con ngựa hơi xấu tí, nếu mà ngựa Phin Vũ hay Bôn Tiêu thì sẽ đẹp hơn, hoặc là Xích Long Câu cái gì đó sẽ đẹp hơn anh em ạ. Nhưng là chiếu dạ là một con ngựa phổ thông rồi. Rất là đẹp. Anh em thấy cái đào vàng vàng không? Anh em thấy cấp độ thì hơi thấp, nhưng được anh ấy rất là chịu chơi anh em ạ. Mình sẽ soi bộ đồ của anh ấy. Anh em thấy toàn là vàng không anh em ạ? Vàng từ đầu đến đít, da màu vàng luôn, cái gì cũng vàng hết anh em ạ. Đây, một trang bị đao tứ không của Thiếu Lâm, sát thương 50, rất là ngon à, đỉnh của đỉnh anh em ạ. À, nếu lên 60 điểm nữa thì ngon hơn. Sát thương 144 gần mắt, 150 là mắt. Tốc độ đánh này 31 thì nó nói chung là chưa đặt mốc cho lắm. Nói chung mới chỉ đặt mốc 8 mấy à. Mới đặt mấy mốc tốc độ đánh 81 rồi anh em ạ. Nếu cái đao này khoảng 35 cộng 1 thì lên tốc 101 thì ngon hơn. Nếu mà đao lên 35 cộng 1 nha anh em. 35 cộng 1 sẽ lên được mốc 101. Tại vì chấn phá chúng ta thấy thì cứ mỗi cấp là lên thêm 1 điểm. Kill thứ 31 là 66, kill thứ 32 là 67, kill thứ 33 nữa là 68 nha anh em. Cộng với đao thì anh em có thể tính. Nếu cầm đao 35 cộng 1 tức là 101. Nó đây là một trong những cái đao của bộ thứ 0. Anh này cũng có một cái áo phục ma nữa. Áo phục ma là của Thiếu Lâm Bổng. Chiến lực 147, thời gian phục hồi 49, phòng thủ 26. Mình cũng quên cái nói giá trị tiền của đao thứ không này. Đao thứ không theo cái lời của anh người Bình Phước mình chủ ạc này á, thì giá trên 10 củ anh em. Còn giá thực tế giao dịch bao nhiêu thì mình không, anh ấy cũng không nói rõ cho mình biết. Nhưng nói chung là chỉ giá trên 10 củ đã giao dịch thành công, anh ấy đã mua về để sử dụng. Áo phục ma. Đây tứ không, tấn công chí mạng mắc học. Kim cang phục ma cộng 2 cấp. Thời gian làm chậm 45, kháng hỏa 25. Thời gian chí mạng này quan trọng lắm anh em, mặc dù có 5% nhưng là rất là quý giá. Cái bộ tứ không thì còn thiếu cái đôi giày, bao tay, áo và cái nhẫn nha anh em. Nếu mà theo Võ Lâm thời xưa, Võ Lâm thời bây giờ thì không biết anh em ạ. Thời xưa là áo tứ không, giày tứ không, bao tay tứ không và nhẫn tứ không nha anh em. Còn anh chàng Quang Vũ này thì mang giày kim quang 40-22-40 à, quá đẹp anh em ạ. Bao tay kim quang luôn 21-40 à, toàn đồ vàng, nón đình quốc. Kiếm cái nón kim quang nữa đúng bài. Nón này hơi chán anh em ạ. Thì là cái này là màu vàng. Bộ ăn bang 17. Anh em thấy vì sao không mắc óp? Vì cái đồ server này rất là có giá. Bộ ăn bang 17 nếu mà thời đầu server mấy chục củ anh em ạ. Còn không biết lúc anh chàng này mua cái dây chuyền này thì không biết bao nhiêu. Nhưng nói chung là phải từng triệu trở lên anh em ạ, chứ không phải là mấy trăm ngàn đâu. Rất là kinh. Ba món này thì có vẻ sẽ hơi rẻ hơn. Nhưng anh chúng ta thấy thì hôm nay là ngày vía thần tài mà mình thấy bộ đồ toàn là vàng không anh em ạ. Cái gì cũng thấy vòng xoay xoay vàng vàng không à. Quá kinh khủng. Ước tính bộ đồ này cũng phải mấy chục mê anh em ạ. Mấy chục triệu là ít đó anh em. Tại mình cũng lâu ngày mình không vào server, mình không biết giá cả như thế nào. Nhưng nếu mà mua cái may cái những món này mà khi mới ra này thì cũng mấy chục triệu đó anh em ạ. Không phải dễ đâu anh em. Đó, chúng ta còn coi điểm của anh này tăng.
này tăng mắc đao rồi, mắc hỗ trợ đao rồi. Thì lấy tăng thiếu lâm cung pháp, chắc lấy tấn công chí mạng. Về sức mạnh 700 cũng đúng anh em ạ. Thiếu lâm tầm này tăng sức mạnh 700 chém nó mới phê. Sinh khí 196 cũng được rồi. Máu anh ấy 6k4 là chém nó phê lắm rồi em ạ. Phản kháng phòng thủ 75+1, kháng độc 75+1, kháng hỏa 75. Phản kháng quá đẹp anh em ạ. Rồi à, những cái đao vàng vàng cho chói chói rất là đẹp anh em ạ. Mặc dù cái người to những cái đao à, cái đao xuống ngựa thôi. Áo thì thủ dân, nón thủ dân, nón trong những nón đẹp nhất của giới võ lâm anh em ạ. Anh em muốn coi những trang bị nào đẹp thì mình có để link mô tả anh em ạ. Ở lý link mô tả video thì mình có một cái những trang bị đẹp của trong tự game võ lâm trường kỳ 1 cho anh em xem. Như vậy thì hôm nay ngày mùng 10 vía thần tài thì mình cũng đã review chín đồ vàng tại server võ lâm chính tông nha anh em, võ lâm chính tông.vn của một người anh ở Bình Phước, cách mình khoảng 100 cách mình khoảng 80 km thôi nha anh em, mà mình chưa gặp được. Hiện tại mình cũng ở Bình Phước nhưng chưa gặp được anh em ạ. Đó, anh em thấy một bộ đồ vàng mặc dù cấp thì hơi thấp, hiện tại server cấp giờ 160 rồi không coi được anh em ạ. Chắc mình không coi được tại vì cái giao diện của mình nó hơi bị sai sai sao, giao diện mình cài giao diện 9O nên nó không coi được. Nếu trung cấp bây giờ khoảng 161-162 anh em ạ. Cấp độ hơi thấp nhưng độ chiều chơi thì không phải là thấp đâu anh em ạ. Rồi như vậy xin chào anh em nhé. Anh em có đóng có ý kiến gì về ạc này thì anh em cho ý kiến nha. Nói chung là cố gắng mà úp mà lên thêm cái áo tứ không, bao tay tứ không và giày tứ không, những tứ không kỹ năng muốn có cộng 1 nữa thôi. Và nhìn bộ đồ rất là đẹp anh em ạ. Rồi tung kim chém hơi phê đó anh em. Rồi như vậy là xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video khác nha. Lâu lâu mình làm thử cái review ạc thiếu lâm như thế nào. Rồi xin chào, mình quên hỏi cái ạc này mắc sách vở chưa nè. Quên. Ạc này chắc mắc sách vở rồi anh em ạ. Giờ này mà chưa mắc sách vở thì người ta cười đó anh em ạ. Anh em có thể tính điểm nha anh em. Rồi như vậy là mình review ạc thiếu lâm đao đã xong nha anh em. Xin chào toàn thể anh em, một lần nữa kính chúc anh em có một ngày xem video vui vẻ và một năm Tân Sửu 2021 thắng lợi nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha. Bye bye anh em.